Đây, mình xin chào các bạn ha. Hôm nay mình với thằng em với ba với cậu Út đi xuống cái ao câu cá các Cánh bạn. đồng rồi đó. À, câu thử cái con cá tra xem nay nó bự cỡ nào rồi. Cái móng nó quợn dữ dằn lắm. Đấy, các bạn nhìn thấy cái khung cảnh cái ao á, lâu lâu có những cái móng cá nó lên nó quợn rất là bự. Thì cách đây những cái video trước á, 3 4 tháng mình đã câu nó được khoảng 3 kg rồi, mà hôm Không, nay là không biết xịt bao qua bên nhiêu. tay trái một chút. Tay trái đó là Đây, chỗ thằng quần quần em đó. nó Ở rồi đi, đi em đưa cái dây nhợ xuống câu bạn, nhưng mà không có cái cần câu thì mình để cái mồi nó hơi khó, nên là chắc mình phải phải có thằng cây mới đưa mấy cây mới cơ về lên lấy cái được. cần. Chị chạy lấy cây, cái cây đi. Cây nào giật lên đó. Phải có cái cần câu mình đưa ra quỳnh chứ đâu có Mà chạy rồi bà lấy cái về cần lấy câu cái ấy. cần coi. Không có gì luôn hả? Rồi, Mày rồi, làm rồi. đang quay nha đang. Rồi. Rồi, dính rồi các bạn ơi. Rồi, nhiều vô, nhiều, nhiều, nhiều á, đừng có giật, nhiều vô, kéo vô, kéo. Rồi rồi, kéo. Kéo á, đó, trời. Con để, đừng có giật, để, đừng có quợn móng kéo, dữ luôn kéo, ạ. Kéo, đó, vậy đó, kéo vô, kéo vô. Cứ kéo vô, đó, kéo vô bờ luôn. Này, kéo vô đó, rồi, chịu lấy. Đây, kéo lên luôn. Kéo luôn. Mày con này còn 5 ký á. Không, con này 4 ký không hết luôn á. Ừ, con này bự mà. Trời ơi, cần cảnh rồi. Anh phải đứng đằng tao vô. Đứng đằng tay vô. Bự lên, lấy bự lên. Cắm cá lên luôn. Phải cái lữ này mới chịu đời nổi nó. Con này phải tầm bầu ổ này 5 ký còn hơn 5 ký á cậu. Thôi đi về đi, đi về đi. Đi lên chỗ mát mới thấy được, cái này chỗ nắng quá. Bây đi giờ về ngoài cái này. Để mình đưa lên rồi chắc đem mình căng thử. Đi dây là căng thử ấy. Để đen đã, để đen nó cầm cầm lên nhà đây, căng thôi, vì cân nó để trên. Từ từ lấy dép ấy. Nhà quay chứ quay theo đường này. Này đôi à. Tình khệ nệ luôn. Quá. Đợt trước nhà mình thả 1.000 con cá tra như vậy coi, không biết bây giờ còn bao nhiêu con. Cá này chỉ có được nữ này năm mà rồi. Nói. Bấm cái nút đỏ này. Bỏ cái này. Bấm cái nút đỏ cái đấy nó nhảy số vô. Đó là đang quay á. Rồi quay đi. Đúng, giận không á. Lấy cái kiện các bạn. Mấy lử mà. Để gỡ nó ra coi. Lấy cái kìm nó ra. Ô, quá nó gãy. Gãy ngành luôn. Gãy ngành luôn. Đấy cho để nó chết. Vậy gãy cái ngành luôn. Cái lử này lử chữ U khó gỡ lắm. Cái kìm. Rồi dầm dầm cái đuôi, dầm cái đuôi. Này phải lấy cái kìm gỡ mới được, cái lữ này lữ chữ U gỡ khó, đâm lúc vô. Nè cậu lại cậu mở ngừ kìm ngừ mở nè. Đây, bây giờ mình đưa lên căng ha. Chưa tới 4,6 kg. 4,6 kg. Đón 5 kg cũng gần gần đúng. Quay quay ngược luôn. Cảm giác câu con 5 kg nhìn đá các bạn. 4,6 kg. Ok. Bỏ vô cái thùng hay gì để xuống rồi. Đây bỏ nó cái đổ này. Để cho mà Út coi, Út để xe lại. Đã nuôi rồi. Đứng lại. Có gì đó. Chóc gì đó.
chỉ có cái lữ này mới chịu nổi nó. Cá đủ mồi mập cá. Giờ mình tưới nước cái bỏ vô cái rổ đem xuống dưới ao lại các bạn ơi, để nó chết, rửa cho nó sạch sạch cái cát quá. Đem thả lại dưới ao. Rồi chắc mình ngưng video ở đây các bạn ơi.